Đây là bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC và bản tin ngày hôm nay 18 tháng 4 sẽ bao gồm các thông tin nổi bật sau đây. Trên thế giới, Thủ tướng Campuchia ra lệnh nỗi bức xúc ngoài bất nhập để phòng chống COVID-19. Tương tự, Thái Lan cũng áp dụng một loạt các biện pháp phòng chống dịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể xuất hiện tại Ấn Độ làm COVID-19 dễ lây lan hơn. Trong khi đó, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được tiêm mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên. Tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận vaccine COVID-19 cho đợt tiêm thứ hai. Bộ trưởng Y tế yêu cầu hoàn thành tiêm chủng vaccine COVID-19 của COVAX trước ngày 5 tháng 5. Trong bối cảnh Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục, Việt Nam siết chặt tuần tra biên giới. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin dịch COVID-19 ngay sau đây. Theo thống kê từ trang Worldometer, tính đến 11 giờ ngày 17 tháng 4, số người mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt hơn 140 triệu ca. Đến nay đã có hơn 3 triệu người tử vong vì đại dịch COVID-19. Số ca bình phục trên thế giới đã hơn 119 triệu ca. Theo đó, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng số ca nhiễm COVID đã vượt mốc 32 triệu và gần 580.000 ca đã tử vong. Ấn Độ trở thành quốc gia thứ hai khi số ca nhiễm vượt qua 14 triệu ca và hơn 175.000 ca đã tử vong vì COVID-19. Brazil là quốc gia thứ ba khi có số ca nhiễm vượt hơn 13,8 triệu ca, trong đó hơn 369.000 ca đã tử vong. Xếp thứ tư là Pháp với tổng số ca nhiễm gần 5,2 triệu ca, trong đó có hơn 100.000 ca đã tử vong. Trong một thông điệp đặc biệt được phát đi vào tối ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Campuchia Samdet Techo Hun Sen đã thông báo một sắc lệnh chặt chẽ hơn liên quan tới việc phong tỏa thủ đô Phnom Penh và tỉnh Khanh Đâu nhằm khống chế sự lây lan của bệnh COVID-19. Ngoài ra, ông cũng đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng thực thi những biện pháp nghiêm ngặt nhất để đảm bảo người dân ở thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khơ Mau, tỉnh Khanh Đâu phải ở yên trong nhà 14 ngày, từ 0 giờ ngày 15 tháng 4 tới ngày 28 tháng 4, nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Thủ tướng Hun Sen nêu rõ, tôi ra lệnh nỗi bức xúc, ngoại bất nhập tại thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khơ Mau. Tính đến thời điểm hiện tại, Campuchia đã có thêm 262 ca mắc COVID-19. Trong bối cảnh lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khơ Mau tiếp giáp thủ đô đã bước sang ngày thứ hai. Số ca mắc mới được ghi nhận tại khắp 12 tỉnh thành trên cả nước, đưa tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia lên gần 5.500 người, trong đó gần 2.400 người đã bình phục. Trong khi đó, vào cùng ngày tại nước láng giềng Thái Lan, chính phủ nước này đã quyết định áp dụng một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh số lượng các ca nhiễm mới theo ngày đang gia tăng một cách đột biến. Dù ban hành các biện pháp dập dịch rất quyết liệt, nhưng chính phủ Thái Lan quyết định không đặt giới nghiêm ở bất kỳ địa phương nào trên cả nước nhằm tránh gánh nặng và sự bất tiện của người dân. Theo người phát ngôn Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 CCSA, Tequishin Pisanuyothin, Bộ Y tế đã đề xuất đánh dấu các tỉnh bằng màu sắc và vùng đỏ được kiểm soát tối đa sẽ bao gồm 18 tỉnh như là Bangkok, Chiang Mai, Chonburi. Trong khi đó thì 59 tỉnh còn lại sẽ được xem xét xếp vào vùng da cam, tức là vùng kiểm soát. Ngoài ra, các trường học và cơ sở giáo dục sẽ chỉ được phép dạy trực tuyến. Các quán bar, cửa hàng massage, tiệm karaoke sẽ phải đóng cửa cho tới khi có thông báo tiếp theo. Và việc bán uống có cồn tại các nhà hàng sẽ bị cấm. Tất cả những buổi tiệc hoặc tụ tập đông người đều phải hủy hoặc hoãn, trong khi những hoạt động liên quan đến hơn 50 người đều phải xin phép trước. Các biện pháp được thực thi từ ngày 18 tháng 4 và có hiệu lực trong vòng 14 ngày, trước khi tình hình được đánh giá và các biện pháp mới được xem xét. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân tránh rời khỏi nhà và làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt. Mặc dù giao thông liên tỉnh vẫn được phép, người dân được yêu cầu phải kiểm tra các biện pháp phòng dịch được áp dụng tại các địa phương nơi họ đến. Các nhà hàng vẫn được phục vụ khách tại vùng đỏ và vùng da cam. Nhưng thời gian đóng cửa và mức độ phục vụ được quy định khác nhau, chậm nhất là 23 giờ. Các siêu thị, chợ dân sinh và những địa điểm kinh doanh tương tự được mở cửa đến 21 giờ, nhưng không được tổ chức bất kỳ hoạt động nào thu hút đám đông. Tính đến nay, xứ Chùa Vàng đã ghi nhận thêm 1.600 ca mắc COVID-19 mới, mức cao kỷ lục trong ngày thứ ba liên tiếp, đưa tổng số ca bệnh ở nước này lên hơn 39.000 ca. Từ đầu tháng 4 đến nay, toàn bộ 77 tỉnh thành của Thái Lan đều đã ghi nhận ca mắc COVID-19. Tại Brazil, mới đây, các quan chức Bộ Y tế nước này hôm 16 tháng 4 đã yêu cầu phụ nữ trì hoãn việc mang thai cho đến khi làn sóng tồi tệ nhất của đại dịch qua đi, đồng thời cho biết thêm rằng biến thể B1 đang tàn phá đất nước Nam Mỹ này dường như ảnh hưởng đến các bà mẹ mang thai nặng hơn nhiều so với các biến thể trước đó. Khuyến cáo này được đưa ra khi Brazil tiếp tục là một trong những tâm chấn toàn cầu của đại dịch, với số ca tử vong vì virus mỗi ngày nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Quan chức Bộ Y tế Rafael Barren cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng nếu có thể, hãy trì hoãn việc mang thai một chút cho đến khi thời điểm tốt hơn. Ông cho biết khuyến nghị này một phần là do hệ thống y tế đã quá căng thẳng,
phần là do biến thể COVID-19 mang tên B1 đang gia tăng mạnh mẽ hơn. Các bệnh viện ở nước này đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung trầm trọng đối với thuốc và các dụng cụ y tế, đến mức Brazil đã nhiều lần cầu cứu sự trợ giúp từ nước ngoài. Ông Bahrain nói thêm rằng, theo kinh nghiệm của các bác sĩ chuyên khoa cho thấy, biến thể mới này hoạt động mạnh mẽ hơn ở phụ nữ mang thai. Trước đây, các ca mắc COVID-19 trong thai kỳ tập trung vào 3 tháng cuối và khi sinh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tỷ lệ này đã xuất hiện sớm hơn, có cả ở đầu và giữa thai kỳ. Mới đây, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 tại WHO cho biết, biến thể COVID-19 xuất hiện ở Ấn Độ, tên là B1617, có khả năng gây ra làn sóng lây nhiễm mạnh hơn ở nước này. Cụ thể, biến thể B1617 xuất hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ vào ngày 7 tháng 12 năm 2020, có hai đột biến cụ thể là E484Q và L452R. Đó là những đột biến cụ thể trong bộ gen. Điều này đã được các nhà khoa học Ấn Độ báo cáo. Họ đã cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về các nghiên cứu đang được tiến hành trên khắp đất nước, cũng như các nhà khoa học trên khắp thế giới. Bà Maria cũng lưu ý rằng biến thể này đang lây lan sang các quốc gia khác và cho đến nay nó đã được ghi nhận lây lan ra rất nhiều nước trên khắp châu Á và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, biến thể này được WHO coi là biến thể đáng quan tâm, có nghĩa là nó không yêu cầu giới y học có những phản ứng quyết liệt để dập tắt. Bộ Y tế Ấn Độ gần đây cũng đưa ra một tuyên bố chính thức cho rằng biến thể này có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm và dễ dàng tránh được hệ thống miễn dịch của cơ thể con người. Ấn Độ đã vượt Brazil trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 14 triệu ca nhiễm và hơn 173.000 ca đã tử vong, theo thống kê của Bộ Y tế Ấn Độ hôm 15 tháng 4. Làn sóng thứ hai có tốc độ lây lan nhanh hơn so với đợt dịch hồi đầu tiên giữa năm ngoái, buộc nhiều bang phải áp dụng các biện pháp phong tỏa ngặt nghèo. Ngoài những nơi được coi là thiết yếu như siêu thị, bệnh viện, ngân hàng, sàn chứng khoán, tất cả các địa điểm công cộng khác phải đóng cửa, theo lệnh của chính quyền bang Maharashtra. Mỗi nhà máy và cơ sở công nghiệp phải ngừng hoạt động, ngoại trừ một số đơn vị xuất khẩu hoặc sản xuất thiết bị cho những dịch vụ thiết yếu. Hơn 108 triệu người đã được tiêm phòng, con số này vẫn nhỏ so với quy mô dân số là 1,3 tỷ dân của Ấn Độ. Trước đó, vào ngày 13 tháng 4, lãnh đạo cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ phải phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Bunisvi của Nga để sử dụng trong tháng 5, đồng thời cấp phép cho vaccine của Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Trong khi đó, tại Canada, mới đây, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết chính phủ nước này sẽ giúp Toronto, thành phố lớn nhất của đất nước, để giúp khu vực này đối phó với làn sóng COVID-19 thứ ba đang ngày càng trầm trọng hơn. Toronto là thủ phủ của Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada, đã áp dụng biện pháp phanh khẩn cấp từ ngày 3 tháng 4. Nhưng một số quan chức y tế đang kêu gọi chính quyền tỉnh đưa ra các biện pháp quyết liệt hơn. Một số bệnh viện tại Ontario cho biết họ đã sắp đạt đến giới hạn khi làn sóng lây nhiễm mới tấn công. Một số người đứng đầu các bệnh viện đã thành lập một liên minh tổ chức biểu tình, yêu cầu chính phủ phong tỏa hoàn toàn. Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Trudeau nói với các phóng viên rằng Toronto đang phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, vì vậy chính phủ sẽ phải làm hết sức mình để giúp đỡ. Các tỉnh của Canada từ Quebec đến British Columbia, ngoại trừ Manitoba, đang phải vật lộn với tình trạng gia tăng các ca nhiễm mới. Đến nay, chính phủ liên bang đã cung cấp cho các tỉnh hơn 10 triệu liều vaccine COVID-19 và các cơ quan y tế cấp tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Thủ tướng Trudeau khẳng định 38 triệu dân Canada sẽ được tiêm phòng vào cuối tháng 9 năm 2020. Theo ông Iris Figardin, chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ, người đầu tiên đưa ra cảnh báo về đại dịch COVID-19 vào năm ngoái, đã bày tỏ lo ngại về sự lây lan của biến thể B1 tại Canada và đánh giá nước này đang hành động quá chậm. Hồi tháng 1 năm 2020, hai tháng trước khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đại dịch, nhà dịch tễ học này đã cảnh báo rằng COVID-19 có thể trở thành một cuộc khủng hoảng y tế công cộng diện hệt. Tại Mỹ, mới đây các quan chức y tế nước này đã kêu gọi chính phủ hãy cẩn thận với việc nới lỏng các quy định phòng chống dịch do số ca mắc vẫn cứ tăng lên, chứ không giảm được như kỳ vọng. Cụ thể hiện nay có đến hơn 3.000 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện và hơn 930 người đang phải được điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt ICU. Tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày của Mỹ là hơn 3.800 người. Dù tỷ lệ này đã giảm kể từ đại dịch bùng phát vào cuối tháng 3, tuy nhiên số người dương tính vẫn tăng lên đáng kể. Tại phòng khám Monlesia, y tá trưởng của phòng khám này cho biết khoảng 50% ICU ở đây đang được dùng cho bệnh nhân COVID-19. Chính phủ cho biết hôm thứ Tư rằng người Mỹ sẽ được phép đi du lịch ở nước ngoài từ thứ Hai tới. Các cửa hàng không thiết yếu sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 26 tháng 4 và các quán bar, nhà hàng có thể phục vụ hoạt động ngoài trời từ ngày 8 tháng 5. Tính đến nay, đất nước 11 triệu dân này đã ghi nhận hơn 23.000 ca tử vong vì đại dịch COVID-19. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất trên thế giới. Trong khi đó, tại Ý, mới đây Thủ tướng Mario Draghi cho biết nước này sẽ nới lỏng các hạn chế về đại dịch ở nhiều khu vực kể từ ngày 26 tháng 4 tới đây.
Cụ thể, ông Draghi thông báo, các nhà hàng có bàn ngoài trời có thể mở cửa phục vụ bữa trưa và bữa tối, thay vì phải đóng cửa lúc 6 giờ chiều như trước đây. Ông nói thêm rằng trong khu vực màu vàng và cam, tất cả các trường học sẽ được mở cửa hoàn toàn. Ông cho biết trong một cuộc họp báo, chính phủ đưa ra quyết định trên dựa trên tình hình thực tế cũng như nguyện vọng của người dân. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng người dân cần phải tôn trọng các nguyên tắc mà chính phủ đưa ra để dịch bệnh không bùng phát trở lại. Chuyển sang một thông tin về vaccine. Vào ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Angela Merkel đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên của hãng AstraZeneca. Sau khi tiêm, bà Merkel cho biết, bà rất vui vì được tiêm đầu tiên, đồng thời gửi lời cảm ơn tất cả những người tham gia chiến dịch tiêm chủng và toàn thể những người được tiêm chủng. Bà cũng nhấn mạnh rằng, tiêm chủng là chìa khóa để thoát khỏi đại dịch COVID-19. Thủ tướng Merkel được tiêm chủng sau khi Ủy ban về vaccine của Đức hồi cuối tháng 3 đưa ra khuyến nghị chỉ tiêm vaccine AstraZeneca cho những người từ 60 tuổi trở lên, vì mối lo ngại về một số trường hợp người trẻ tuổi bị đông máu sau khi tiêm chủng. Những người dưới 60 tuổi của Đức vẫn có thể tiêm chủng vaccine AstraZeneca với sự tư vấn của bác sĩ, với điều kiện họ nhận thức đầy đủ về những rủi ro có thể xảy ra. Một số quốc gia khác bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Canada cũng áp đặt lệnh giới hạn độ tuổi đối với người tiêm vaccine của AstraZeneca vì những trường hợp bị máu đông, dù hiếm nhưng rất nghiêm trọng. Trong tuần này, Đan Mạch ngừng sử dụng hoàn toàn vaccine AstraZeneca vì lo ngại về nguy cơ máu đông. Trước đó, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA hồi cuối tháng 3 thông báo các chuyên gia đánh giá mối liên hệ giữa vaccine AstraZeneca và chứng đông máu vẫn chưa được tìm thấy yếu tố rủi ro cụ thể và vẫn đang tiếp tục tìm hiểu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng khẳng định tiêm vaccine AstraZeneca là an toàn. Trong nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường, sau khi chiến dịch tiêm vaccine được triển khai rộng rãi, nước Mỹ đang dần mở cửa những công viên giải trí và rạp chiếu phim. Mới đây nhất ngày 15 tháng 4, công viên Universal Hollywood tại California cũng đã mở cửa trở lại lần đầu tiên sau hơn một năm phải đóng cửa vì đại dịch. Du khách đã lại có thể tận hưởng hầu hết các hoạt động của công viên như những trò chơi mạo hiểm hay thưởng thức các món ăn bên trong nhà hàng. Một số điểm vui chơi giải trí và nhà hàng chật hẹp vẫn tiếp tục đóng cửa do không đảm bảo yêu cầu giãn cách. Với nhiều du khách, đây là dịp tuyệt vời để tận hưởng không khí giải trí bên trong công viên Universal Studio với những trò chơi mới như là vòng quay kỷ Sura hay vòng quay thế giới bị mất của thú cưng. Hai trò chơi mới này được bổ sung ngay trước khi công viên đóng cửa vì đại dịch vào năm ngoái. Ngày đầu tiên được mở cửa trở lại, công viên Universal dành riêng để đón những khách hàng có vé tham quan theo mùa đã đặt từ trước. Tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 4, Bộ Y tế cho biết đã phát hiện thêm 8 ca mắc COVID-19 mới. Tất cả đều được cách ly sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa, Kiên Giang và Đà Nẵng. Cụ thể các ca mắc mới như sau. Bệnh nhân số 2774 và 2775 đều là nam, lần lượt có độ tuổi là 32 và 27, đều là công nhân Việt Nam, địa chỉ tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Bệnh nhân số 2776 là nam, 33 tuổi, công nhân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Bệnh nhân số 2777, bệnh nhân là nữ, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 4, thì bệnh nhân 2774 đến 2777 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay là VJ5139 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Ngày 17 tháng 4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 hiện tại điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân số 2778 là nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ngày 13 tháng 4, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay là VN5064 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 17 tháng 4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện tại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân số 2779 là nam, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ngày 11 tháng 4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay là VJ8645 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 17 tháng 4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân số 2780 là nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngày 30 tháng 3, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi tập trung tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 15 tháng 4, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại đang điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên. Bệnh nhân số 2781 là nam, 38 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày 15 tháng 4, bệnh nhân từ Romania nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay là VN068 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 16 tháng 4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện tại đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 2.475 ca. Hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 11 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên là 16 ca và số ca âm tính lần 3 trở lên là 18 ca.
Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 4, Việt Nam có tổng cộng 2.781 ca mắc, 35 ca đã tử vong. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 40.443 người. Tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên tại điểm tiêm là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Theo kế hoạch tiêm chủng của Sở Y tế, bệnh viện sẽ thực hiện tiêm phòng cho 1.650 người là cán bộ, nhân viên của bệnh viện và một số đơn vị khác thuộc ngành y tế. Trong đợt tiêm đầu tiên, Hà Tĩnh được Bộ Y tế phân bổ 7.300 liều vaccine AstraZeneca. Trước đó, công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, đồng thời thành lập tổ ứng phó để xử lý các sự cố trong quá trình tiêm. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng thành lập 3 đội cấp cứu ngoại viện để khi cần thiết thì có thể đến hỗ trợ cho các đơn vị khác trong xử lý các sự cố sau tiêm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết vừa tiếp nhận 56.250 liều vaccine COVID-19 từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số lượng vaccine thành phố được phân bổ để triển khai chiến dịch tiêm chủng đợt 2. Toàn bộ số liều vaccine sẽ được sử dụng để tiêm phòng miễn phí cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết của Chính phủ. Tính đến ngày 15 tháng 4, thành phố đã tiêm được cho 8.223 trường hợp. Có một số trường hợp có phản ứng sau tiêm nhưng được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định. Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng với ngành y tế của 63 tỉnh thành phố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu phải hoàn thành việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của COVAX vào ngày 5 tháng 5. Lý giải cho yêu cầu trên vì vaccine COVID-19 chỉ có hạn sử dụng trong vòng 6 tháng, riêng lô vaccine Việt Nam mới nhận từ COVAX vào ngày 1 tháng 4 chỉ còn hạn sử dụng là 2 tháng khi về nước, hết hạn vào ngày 31 tháng 5. Do vậy, bắt buộc các tỉnh thành phố phải triển khai tiêm chủng hoàn thành sớm trước ngày 5 tháng 5 thay vì ngày 15 tháng 5 trước đó. Về vấn đề an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vẫn sẽ tiêm vaccine COVID-19 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tới nay, cả nước đã tiêm cho hơn 73.000 người, trong đó ghi nhận 33% trường hợp gặp phản ứng nhẹ sau tiêm. Tuy nhiên, những phản ứng này đều tự hết sau 1 đến 2 ngày mà không cần phải điều trị hay chăm sóc y tế. Liên quan đến các tỉnh thành phía Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo, nguy cơ xuất hiện dịch COVID-19 tại Việt Nam là rất lớn trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh tại các nước láng giềng và trên thế giới. Hiện nay nóng nhất là khu vực biên giới Tây Nam và các tỉnh Tây Nam Bộ. Bộ trưởng đề nghị các địa phương thắt chặt quản lý khu vực biên giới, ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo thực hiện cách ly ngay đối với các trường hợp đã nhập cảnh. Nếu buông lỏng kiểm soát trong giai đoạn này để xảy ra các ca bệnh nhập cảnh, đặc biệt là các ca bệnh biến chủng Anh, Nam Phi, sau đó lây nhiễm vào cộng đồng thì việc kiểm soát sẽ thực sự rất khó khăn. Bộ Y tế nhấn mạnh, mỗi địa phương đều có thể xuất hiện dịch. Chúng ta không thể chắc chắn 100% dịch xảy ra ở đâu, nên các tỉnh đều có nguy cơ như nhau. Trong bối cảnh nước láng giềng Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục và Campuchia báo cáo thêm 262 ca mới trong vòng 24 giờ qua, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã tăng cường khóa chặt biên giới để phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập qua con đường này. Đơn cử như tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã thành lập 35 tổ chốt công tác phòng chống COVID-19, hoạt động 24/7 để quản lý đường biên giới dài 15,3 km. Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu này vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát cửa khẩu đã siết chặt hơn nữa trong việc phun xịt khử trùng các xe Campuchia qua Việt Nam nhận hàng hóa. Tài xế phải mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình di chuyển và đưa vào khu cách ly riêng cho tài xế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi các bản tin tiếp theo.